Vâng, em Thảo Đồ Bể gửi lời chào tới toàn thể các bác, các anh em. Hôm nay em sẽ gửi tới các bác, các anh em những cái mẫu lồng bẫy cá, bẫy cua và bẫy tôm. Và những cái mẫu bẫy lồng này thì bên cơ sở em Thảo nhận, gửi và ship trên toàn quốc. Đây là cái mẫu lồng bẫy cua. Ở thời điểm mà các bác miền Nam và các bác miền Bắc đang sử dụng rất chi là nhiều. Đấy, nhất là các bác Cà Mau. Đây là cái lồng cua, một cái mẫu lồng mà các bác thả đầm, thả sông. Còn đối với các bác mà đi đánh cua tôm biển, các bác cũng sử dụng rất chi là nhiều ở cái mẫu lồng này nhá. Và em chi tiết tới các bác cái mẫu lồng đẹp này, sau đó sẽ báo giá để các bác nhà mình được biết. Cái lồng trước tiên là các bác phải chọn cái khung của nó thật cứng. Đây là cái khung xương của nó thật cứng này. Sau đó là chất lưới. Cái chất lưới có dày như này thì cua cắp mới không bị đứt được các bác nhé. Đây là cái lưới chuyên để các bác nhà mình đi đánh cua. Và cái mắt này của nó là mắt 1/2 nha các bác nhé. Mắt 1/2. Đấy, cái lồng bẫy cua thì nó sẽ vào qua hai cái chiều này. Thì trong thời gian gần đây thì các bác đi biển, em thấy các bác với cái mục đích là sử dụng bắt cua và bắt tôm rất chỉ là lý tưởng luôn các bác nhé. Đấy, và bên cơ sở em Thảo sẽ nhận gửi và ship trên toàn quốc. Thì các bác mà mua từ 10 cái là em sẽ miễn phí ship hoàn toàn. Đấy, đầu tiên là lồng bẫy cua. Thì cái kích thước của cái lồng bẫy cua này thì chiều ngang của nó thì sẽ là lồng nó dài tầm trên 40. Đấy. Và cái này của nó này, cái chiều này của nó thì nó rơi vào tầm là 30. Và chiều cao của nó là 13. Lồng em là lồng lại lồng rộng nhá, lồng khung đẹp đấy. Đối với các bác mà sử dụng quen với mẫu lồng như em thì chắc chắn các bác đã biết. Đấy, đây là cái lồng đa lăng tôm cua. Và đây là mẫu lồng 33 này. Cái này là ba cửa, các bác cũng thể vừa đánh 33 vừa đánh cua, chủ yếu là đánh 33 nha các bác nhé. Đấy, cái mẫu lồng này. Ở cái lồng này thì cái bề mặt của nó là 40, còn bề cao của nó là 20. Thì ở hai cái mẫu lồng này bên cơ sở em Thảo đang gửi cho các bác là 50.000 đồng một chiếc. Khi các bác mua 10 chiếc thì em Thảo sẽ miễn phí ship hoàn toàn lồng bẫy cua. Đấy, và tới lồng lò xo. Lò xo thì cũng rất nhiều video em đăng tải tới các bác cái mẫu lồng lò xo đánh cua. Đây là lồng lò xo đánh cua, là mẫu nhỏ vừa đánh cua vừa đánh cá rô này. Đấy, cái này thì kích thước của nó là dài 40. Ở miệng của nó là 25. Miệng là 25 này. Hom 2 chiều. Tất cả cái hom này đều hom 2 chiều nha các bác, rất chỉ là dễ sử dụng. Cái mắt này của nó là mắt 1/2 này. Đấy. Cái lồng này 40.000 một cái nhá, và lồng 30 60 thì nó sẽ lớn hơn. Bề mặt của nó là 30, bề dài của nó là 60. Vẫn là chiều 2 đồng. Các bác có thể đánh biển này, đánh nước ngọt, đánh nước chảy ở đường cống nước ấy, thì các bác đặt cá rô nhá, cua sẽ vào hết. Và cả cá to nhá, cá mấy cân vào được nhá các bác nhá. Thì với cái lồng kích thước 30 60 này bên cơ sở em Thảo đang gửi tới các bác là 50.000 đồng một chiếc. Và các bác lưu ý nhớ chọn cho em với những cái mẫu lồng thép phải cứng đảm bảo như thế này các bác nhá. Thì mới là mẫu lồng đẹp, kể cả lồng cua này cũng vậy. Và cái lồng cua này cũng là lồng vào hai lối nhá các bác nhá. Vào hai lối này, lối này và lối B. Đấy, các bác đánh biển các bác sử dụng nhiều lắm. Và tới lồng lưới bát quái. Bát quái này để các bác nhà mình đánh tôm này. Chắc chắn là khi nghe đến bên cơ sở em Thảo Đồ Bẫy thì các bác đã biết tới cái thương hiệu về dòng lưới của bên em. Bao chất lượng tới tận tay các bác luôn nhé. Khung 30, cách nhau 20 và cao 20. Lưới dày và mịn như thế này này các bác này. Đây là cái mẫu lồng bát quái đánh tôm. Thì đây là em đang bỏ cái 15 khung. Đây là lưới 15 khung nhé. Nhà em chỉ có một kích thước nhé. Rất nhiều bác hỏi những kích thước khác thì bên cơ sở em không có đâu. Nhà em chỉ có lồng khung 30, cách nhau 20 và cao 20. Là mẫu phổ thông được các bác cả nước sử dụng nhiều nhất. Và đối với các bác mà đã sử dụng cái dòng lưới bắt quái xanh này nhà em chỉ một lần thôi, đảm bảo lần sau các bác sẽ chỉ cái dòng dùng cái dòng này thôi nhá, sẽ không ưng một cái dòng nào khác cả. Bởi vì lưới nhà em là lưới đặt 100% nhá, tất cả cái nguyên liệu em sẽ đặt hết trước khi làm. Thế cho nên là các bác yên tâm về chất lượng. Đấy, kia là lồng ô, lồng ô kia, lồng ô 8 lỗ, lồng ô 2 khung thép cứng, rộng 90, 50.000 đồng một cái các bác nhé. Và từ 10 cái thì em Thảo sẽ miễn phí ship trên toàn quốc. Với tất cả những cái mẫu lồng này thì bên cơ sở em là một đại lý chuyên cung cấp và ship gửi toàn quốc. Từ 10 cái em sẽ miễn phí ship hoàn toàn. Rất cảm ơn các bác trong thời gian vừa qua luôn luôn ủng hộ bên cơ sở em. Và bên em sẽ đưa tới các bác những cái dụng cụ chất lượng nhất và tốt nhất. Rất mong là khi xem video này các bác hãy xem thật kỹ từng dụng cụ một, để khi alo cái thì các bác nói đúng cái tên các bác đang cần, thì để em tư vấn các bác cho thật chuẩn nhé. Và đừng quên nhấn like, chuông và nhất là đăng ký kênh ở ngay cạnh góc màn hình để đón xem và cũng như là lựa chọn những cái dụng cụ hay nhất của bên cơ sở em Thảo qua những đoạn clip ngắn này. Chào và hẹn gặp lại các bác nhé.